Hello, xin chào các bạn. Chào. Vì đang là dịch nên tụi mình sẽ đi ăn quán gần nhà nha. Và Saka nói cũng đang thèm bánh khọt nên mình cũng sẽ dẫn Saka ra bánh khọt nè. Anh ơi, chị trai, phải tôi mua rượu đi. Tại vì ta để chốt. Tại vì ta có tôi rượu. Thích quán. Sổ. Thích quán. Mình cũng rất thích bánh khọt nha. Nên hôm nay sẽ đi ăn thử. Quán đó cũng rất gần nhà mình. Mà mình ở đây chắc cũng tầm được 3 năm rồi mà cũng chưa đi ăn quán này bao giờ nha. Cái ngang quay thì có nhưng mà đi vào để ăn thì chưa bao giờ. Ok, mình sẽ đi review. Và đây là không gian trước quán nha. Đó, đây có các kiểu. Đó, có phở bò, phở gà bánh xèo, rồi cuốn mì thịt. Ở đây thì thứ ba đóng cửa. Đó, đây, rất nhiều thứ xem menu các kiểu. Mọi người bước nước ở đây bán rất nhiều món Việt Nam nha. Đây quán thì ở tầng 3 nha. Ok, lên. Đây thì có bún bò Huế, bún thịt nướng, khọt các kiểu. Đây thì nhiều món hơn. Không gian của quán nha. À. Cho em quay phim được không? Quay thoải mái nha. Đó. Quán nhìn như thế này. Lúc có thể mua gì không? À. View ở ngoài. Rồi là cánh chiếc. Ừ. Cánh gì? Bánh khọt. Sổ. Đó, xe cây rất thích bánh khọt nha. What does bar mean? Have a lot meaning. I don't know how to explain that for you. It's not cake, but it's also not cake. Đây có phở bò, phở gà, 750 yên. Đó, thịt nướng. Mình sẽ gọi món này. Và bánh mì tapete. Tôi có nói. Có thể chim cút nướng. Quay. Của restaurant, mình chăm mọi người ở đây nè. Sự kiến nào mọi người tận ơn đây yếu. Có cả dồi nướng nữa. Wow. Thì lần trước Saka gọi nhiều về lực mình gọi nha. Thì hôm nay mình sẽ gọi nhà bánh xeo tới với tới. Không tốt nhất. Không được. Thì là これ đó cái. Đó, hôm nay mình sẽ gọi bánh khọt. Ừ. Cho em gọi một phần bánh khọt nha. Ừ. Em gọi rau nó nhiều nha. Ok. Đây đây. Còn một bánh cuốn. Tỏi ngâm. Đó. Rồi thay thế mi. Mình chơi được chứ? Đây nước mắm. Bọn anh chị yên ở đâu đó? So fish sauce. Rồi là gì đây? Chili color. À, sẽ tới nha. Chili sauce. Ừ. Rồi mua một chậu chi rồi. Đó, có ba thứ này. Đây thì có chén đũa, đũa thôi, không có chén. Đó, okay. Cuốn để ra. Đây nhìn như này. Đó, rất là ngon nha. So. Em ăn tabletta. What is this? What? The fish sauces. Uh-oh. Try it, Timmy. Try the fish sauces. Try. What's it? Fish sauces. Try it, Timmy. What is that? Fish, is it? Fish, no, you. I'm not saying you. I'm tom. Đúng rồi, chém thêm này từ đó. Cái đông hơn này kia. Ok. Đó, món này là món dồi và lòng nhé. Mình sẽ bữa tập tê đó. Sao cô ta bắt giữ cô ta tập tê miếng. Đó, để ăn thử cái bánh cuốn này như thế nào nha. Chị cao. Ờ, yếu. Cô tiếp theo. Ừ. Ủa chị chú. Cô không mê. À, đang tên.
và được cái mét chân ăn đó. Đến hấp tên hấp tên chú chú có xem một mix cho nó vậy. Mix day mi nó so có một ít đây xem một mix xem một mix món này rất là ngon nha các bạn, rau thơm cái kiểu đầy đủ. Đây là mắm gừng, đây là mắm gì thì các bạn biết rồi đó. Rồi món hai chín mét tại bên này. じゃあもういいよ。じゃあ一緒にベジとそのワイヤツとフィッシュソース食べて。めっちゃ美味しいでしょ。あ、rất ngon nha. これ好き。あ、世界的ものなんや。OK、これです。うん？これします。あ、いい世界的ものなんですね。これ、めっちゃ美味しい。これ。うん。あ、ちゃんとだったね。ちゃんと飲んだね。nhìn mặt thấy không ngon rồi, ôi chí, nè hôn hôn tôi yêu chí, tôi chỉ cần ai giúp tôi yêu, glass nữa, oh, cái chân chưa đâu, deep stem cái うん、感じ、めっちゃ感じ。あの、家みたい。ぽく家みたい。あ、じゃあ、これ、マンクン、じゃあ、あんまり。うん。おいしいでしょ？このソース、どっちがいい？グー、すいません、あんね。いやな。ちょうどやろ。Nhìn rất giống cái món này ở Sài Gòn mình hay ăn nha. Đó. Đây thì có dồi nè, có lòng nè, có gan nè, có cả cuốn họng, rau thơm các thứ rất đầy đủ nha. Đây có nước mắm trong cái này. OK. Chào mọi người, tạm biệt. Sau đó mọi người tạm biệt mình. Hai phần rồi tạm biệt. OK. Chấm vào. おいしいでしょ。そう。まだ熱い。じゃあ番宣ほうがいい、これほうがいい、どっち？番宣。番宣？オッケー。じゃあ私、あん食べないね。nhìn rất là ngon。じゃあ、まだあん xong rồi nha。はい。còn rau thì mình、rau thơm thì mình không ăn hết nha。あ、bây giờ tới tiết mục dọn bàn。オッケー。ăn xong thì phải dọn nha các bạn。đừng để lung tung。đó。ờ、xem một lần cho ta dọn cho nhanh。OK。美味しかった？満足？満足。
và tụi mình đã ăn xong rồi nha. Quán đó thì đồ ăn khá là ngon ấy. Nghe nói thì hai người ăn là hết 2.500 yên, là tầm 500.000 tiền Việt nha. Giá đó so với mặt bằng chung của Nhật là thuộc dạng rẻ rồi á, chứ không phải là mắc đâu. Bánh khọt thì đúng là không nghe hương vị của Việt Nam lắm, nhưng mà những món còn lại thì ngon tuyệt. Và đặc biệt là lòng nha, lòng nó siêu giòn luôn. Không biết làm kiểu gì mà cho nó giòn được như vậy. Tớ tớ美味しかった。何が一番美味しいの？お米のパウダー。ああ。そう、bánh cuốn。さっき、món bánh cuốn nhất nha。Video này cũng hết rồi。Nếu mà người thích video thì nhớ nhấn like và subscribe nha。Subscribe nha。Bye。おお、こっち。